Thôi khỏi đây, mày vô tập rồi lát nữa lên đi. Thôi chưa đâu, lát lên đi. Duỗi chân trái, gác chân phải lên, đan bàn tay vào tất các ngón chân, xoay tròn cổ chân. Chỗ em nóng chưa? Chỗ em nóng quanh năm. Vậy hả? Không không có mát luôn hả? Dạ, nói chung cũng mát, mát nhẹ nhẹ thôi chứ nóng là nhiều, lạnh không thấy. Xoay ngược lại. Ngồi thẳng lưng lên, tập cho mình ngồi lúc nào cũng mở vai ra thẳng lưng, Lát kéo chân lên, nhịp chân. Yoga em còn chưa nắm được mà giờ học Pilates cái là em sẽ tập với yoga em rối liền. Cho nên là mình làm cho chuẩn cái yoga, sau đó mình sẽ gọt dáng. Nhưng mà thật ra trong yoga lúc mình tập á, là mình cũng đã siết bụng á. Dạ. Rồi em thấy á, cái bài tập nào cũng vô lườn, vô eo. Nói chung là sáu chiều cuộc sống là nó cũng là sáu nhóm cơ của mình rồi. Hai Dạ. chân gối bằng. Kéo mũi bàn chân lên, đặt tay lên gối, ép xuống tay này đó, ép xuống. Rồi nếu như nó nằm yên được, đưa tay trái ra nắm móng cái chân. Em mà đi tóc em xuống được 6 kg, cái em giữ cái mức độ đó, cái em tiếp tục ra heo thì nữa, nó xuống được 10 kg ngon ha. Dạ yeah. Thì ao ước phải xuống 16 kg cơ. Bởi mà từ từ thôi, 10 kg đã khó rồi đó, 16. Cái hy vọng cái detox này xong em mất 6 kg Dạ mỡ đã lỏng. Khi mà mình ốm không được á, mình ước ao á, ai cho mình ốm 1 kg mình trả 1 triệu luôn á, công nhận không? yeah. Thiệt á, Dạ lúc mà mình mập á, mình ước ao thì á, ai mà làm yeah. cho Cái mình. này chắc là do nơi em, là chắc do nơi thức khuya nhiều quá hay sao á, Thức nó khuya lên là thức em không có cơ nó ăn cũng rối em, loạn á. dạ em không có ăn vặt nè, rồi cũng không uống nước ngọt, cũng không ăn kẹo, không ăn bánh, không cà phê, không gì hết á, mà sao mà nó cứ lên, ăn cũng ít lại nữa, cũng kiểm soát người ghê lắm. Thường là cô không tin mà không ăn mà nó mập. Thường Đúng là rồi. mập là phải ăn, phải có ăn mới mập, chứ không thể nào mà cả ngày em không ăn gì trơn, cô uống nước lã cũng mập. Không bao giờ, có ăn mới mập. Nhưng mà có thể là mình cứ nghĩ rằng ăn cái đó nó có bao nhiêu đâu mà mập, kéo Nhưng chân. giả sử như phở nè, bún nè, bánh mì nè là em không đụng tới luôn á. Chỉ có, chắc em nghĩ là chỉ có mình thức khuya quá, trái giờ giấc á. Nó rối loạn hệ tiêu hóa. Dạ yeah. Giờ là cố gắng đi ngủ sớm Mà thức khuya làm gì? thì bán đồ trong bệnh viện đó cô. Là họ Em mua vật thầu liệu mà, nhà giống hả? em làm chủ thầu mà. Nhưng mà ý nói là họ mua bất kể giờ giấc hả? Dạ Hai tay ôm gối bật. Phải có giới hạn để mình ngủ chứ. ôi nó xuống nó đập cửa cả đêm, cấp cứu nó vô, nó cần nó xuống nó đập cả đêm. Kéo chân lên, ép. Rồi đưa tay phải ra nắm ngón cái chân, ép xuống. Thả lỏng ra, kéo hai chân vào, đạp hai bàn chân vào nhau.
Hai tay đặt lên gối, ép gối xuống. Ép xuống. Ép xuống. Ép xuống. Nghiêng phải trái. Thả lỏng ra. Bữa anh nói em không biết siết bụng rút bụng là sao? Ấy là khi mà tập nó đang tập quá cái là em hay bị thả lỏng hay bị ấy lắm, nhưng mà cái cảm giác rút bụng em rút không có được, siết bụng không được. À, giống như cô đó dạy em, kêu em là hít vào phần bụng lên, thở ra móc bụng lại, rút bụng rút về về rút rút gì rút rúng về cột sống, kéo kéo cái gì, Cơ xương kéo này lên cổ, cơ hoành cơ hành kéo kéo lên cổ, em không biết đâu em làm. rồi xếp chân, xếp được hoa sen thì xếp chân hoa sen, gác nửa bàn chân thôi. Gác nửa bàn chân lên rồi gác rồi kéo lên rồi mở xương ngồi cho chạm sàn vững vàng, thẳng lưng lên, vuông dài đỉnh đầu lên nè, suy nghĩ vào cái chỗ rốn nè, suy nghĩ vào rốn, từ từ rút rốn về thắt lưng, rút rốn vào thắt lưng, rút rốn vào, trả cái thắt lưng mình ra sau, thẳng cột sống lại, cảm nhận sau đừng để võng ngay chỗ thắt lưng. Võng thắt lưng là sẽ đau thắt lưng và từ từ nó bị thoái hóa cột sống thắt lưng và hoặc là thoát vị đĩa đệm. Đa số là sai, đứng sai, ngồi sai. Cái tư thế làm cho cái cột sống thắt lưng mình bị tổn thương. Rút rốn vào. Rồi vai mở. Hai tay đặt nhẹ lên gối. Vươn dài đỉnh đầu. Suy nghĩ vào hơi thở, mắt khép lại. Giờ đặt tay phải lên bụng, tay trái lên ngực, tay phải lên bụng, tay trái lên ngực, đúng rồi. Cảm nhận hơi thở bụng nè, khi hít vào cảm nhận được tay mình bị bụng đẩy ra, khi thở ra rút rốn vào tay mình, ép cái bụng vào đây, ép bụng vào, thở ra, hít sâu vào, thả lỏng bụng, mình thở ra rút rốn vào, xiết cơ bụng lại, xiết lại, xiết lại, mình phải cảm nhận được. Giờ mình tập nào, mình có tay kiểm soát, mình cảm nhận đi, hít sâu vào, thở ra rút rốn vào, xiết cơ bụng lại, xiết sâu, xiết sâu, xiết sâu, thở ra, hít sâu vào, thả lỏng bụng, thở ra hớp bụng lại, hớp sâu, hớp sâu, hớp sâu, hớp sâu, bụng lại, đúng rồi, hít sâu vào, thả lỏng bụng phình, thở ra hớp bụng lại, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, hít sâu vào, thở ra thoát bụng lại, thở ra, thở ra, thở ra, tập cho hơi thở ra dài hơn hơi hít vào, hít sau gương mặt thả lỏng ra, tươi cười lên, thở ra hớp bụng lại, thở đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, rút rốn sau 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 vô, mình cũng thấy chắc cái cơ bụng mình lại nè, hít sau thả lỏng bụng tự nhiên, chứ đừng cố gắng hít vào căng tròn cái bụng ra, cứ vừa thôi, hít vào vừa tự nhiên, thở ra thì cố gắng thở ra, hít thì tự nhiên, thở thì cố gắng, hít sâu vào, thở ra, hít sâu vào, thở
chậm rằng giờ đặt hai tay lên gối, mắt vẫn khép và cảm nhận bằng ý thức mình đi. Nãy giờ mình đặt tay lên, mình cảm nhận bằng tay. Bây giờ mình cảm nhận bằng suy nghĩ, bằng ý thức của mình. Hít thở bụng, thẳng cổ lên, hít sâu vào, thở ra. Hít sâu, thả lỏng bụng, ngồi thẳng lưng lên, vai mở, ngực căng ra. Thở ra rút rốn vào, xiết cơ bụng lại, thở ra vẫn giữ lưng thẳng bất động. Hít sâu vào, thở ra thớt bụng lại, rút rốn, xiết cơ bụng, thở 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 ra. Hít sâu vào, thở ra, nhớ hít mũi, thở mũi, trong yoga hít mũi, thở mũi. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thả lỏng bụng. Thở ra, rút rốn, xiết cơ bụng, thở ra. Rồi hít thở tự nhiên đi, thoải mái lại. Nhớ gương mặt lúc nào cũng thả lỏng tươi cười. Đừng có tập trung cái chân mày nhăn trán lại. Chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Mở mắt, chớp chớp mắt. Mở tay ra, nhìn theo tay. Vươn tay lên, hít sâu vào, buông ngang tay, vươn lên. Thở ra, buông ngang tay, hạ xuống, mắt nhìn xuống. Hít sâu, kết hợp hơi thở vào, di chuyển cơ thể. Thở ra, di chuyển như vậy gọi là di chuyển có ý thức. Hít sâu, kiểm soát hơi thở. Thở ra, hít sâu, vươn tay lên giữ lại. 5 4 3 2 1 thở ra. 5 4 3 2 1 thẳng cổ về trước, hít sâu. Ngửa ra sau, thở ra, căng cuốn họng, ngửa lên, căng cuốn họng, cảm nhận sâu vào. Trở về giữa, hít sâu. Nghiêng phải, thở ra, căng cổ bên trái. Trở về giữa, hít sâu. Nghiêng trái, thở ra, căng cổ bên phải. Liếc mắt nhìn lên. Trở về giữa, hít sâu. Xoay nhìn phải, thở ra, liếc hết qua phải. Trở về giữa, hít sâu. Xoay mặt đi em. Xoay mặt qua trái, thở ra, liếc hết qua trái. Trở về giữa, hít sâu. Cúi xuống thớt bụng, thở. Xoay bên phải lên trước, hít vào. Xoay chậm chậm, tròn đều các hướng cổ. Xoay đến đâu đảo mắt, chớp mắt nhìn theo đến đó. Kết hợp tập luôn cho mắt. Mở mắt ra tập thiền định.
xoay đổi chiều. Mở chặt tay, hai lưng bàn tay hướng vào nhau. Đưa tay phải qua đan chặt, kéo vào hít, đẩy ra thở. Đẩy em được. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trả về từ từ, tay mình nó mềm dẻo. Kéo vào đẩy lên. Với lại tập thường xuyên mỗi ngày như vậy thì tay nó mới mềm dẻo được. Trả về, kéo vào đẩy thẳng tay lên. Hạ xuống. Trả về. Rỗi tay. Kéo vào đẩy ra. Trả về. Kéo vào đẩy lên. Trả về. Kéo vào đẩy thẳng tay thẳng lên. Hạ xuống. Trở về. Thả lỏng tay. Lấy hai viên gạch đặt hai bên đầu gối. Chống tay siết cơ bụng nâng lên. Xuống 15 kg, 16 kg nhẹ lên. Nâng lên. Xuống. Ba lên. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Xuống. Từ từ mình sẽ thấy mình lên được. Bốn lên. Xuống. Năm lên. Xích cái bụng lên. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Hạ xuống. Tháo chân ra. Thả lỏng chân. Xếp đổi chân. Đưa tay phải ra sau, tay trái nắm tay phải kéo căng úp vào eo bên trái. Tay trái đặt lên đầu gối phải, thẳng lưng lên hít sâu. Xoay phải, xoay cái vai đi trước, xoay vai đi, rồi cầm đi theo vai. Thẳng cổ lên, thẳng cổ. Rồi bám chặt tay trái lên đầu gối, đẩy cái vai tới. Bám chặt tay trái lên đầu gối, đẩy cái vai về phía trước nữa, đẩy vai trái về trước, rồi xoay cái vai phải ra sau. Đúng rồi, xích cơ bụng lại, thở. Trở về, hít sâu vào, xoay, thở ra, mở vai ra. Đúng rồi, mở vai, mở vai, đừng gồng nha, không gồng vai, không gồng cổ. Bám chặt cái tay lên đầu gối, đẩy cái vai về trước, rồi mở cái vai phải ra sau. Vai phải ở đâu cầm xoay theo ở đó. Trở về, hít sâu vào, xoay, thở ra, xoay cổ, xoay vai, bám chặt tay vào, xoay xoay xoay. Trở về, hít sâu vào, xoay, thở ra, xoay thêm. Mình phải cảm nhận tay mình á, thì dùng lực để có điểm tựa mình mới xoay được, tại vì người mình cứng. Nhưng người mình thì phải thả lỏng theo, phải thả lỏng theo thì mới xoay được, mới vặn sâu được. Trở về, hít sâu vào, lần cuối. Xoay, thở ra, xoay 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 tối đa, hớp bụng thở ra. Thong thả trở về, thả lỏng tay. Mở đổi bên. Đưa tay trái ra sau, tay phải là phải nắm, kéo nó về trước, xoắn 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 cái cánh tay mình theo lưng để cho mềm dẻo cái cánh tay luôn. Tay trái, tay phải đặt lên đầu gối trái, thẳng lưng lên, hít sâu vào, ngồi trụ thẳng, đừng nghiêng. Rồi đúng rồi, mở vai trái. Đúng rồi, cứ mở vai này thì đẩy vai kia tới, thở ra. Mở vai trái là đẩy vai phải tới, nắm chặt hai tay xiết, thở ra. Trở về, hít sâu vào,
xoay thở ra thả lỏng thân đi, mình xoay mình vặn nó vô cột sống rất là đã, mở vai mở vai, xoay thở trả về sau vào, xoay thở ra xoay cổ xoay vai, mở vai mở vai đi nào, mở vai vặn người xoay thở trả về sau vào, xoay thở ra xoay thêm bám chặt tay vào, mở vai xoay thêm xoay thêm xoay thêm trả về sau vào, xoay thở ra xoay đi mở vai. Đúng rồi, đúng rồi, cứ bám chặt tay đẩy cái vai phải tới, mở vai trái ra sau, thẳng lưng xích cơ bụng lại, thở ra thong thả trả về, thả lỏng tay, hai tay đang sau lưng, đang tay ở sau lưng thẳng tay, mở vai ưỡn ngực gương cầm lên, hít sâu vào, mình trường người tới nè, hóp bụng lại, trường là ép cái ngực tới, ép cái ngực tới, thở thở đúng rồi, hóp bụng lại, hóp bụng rồi, ép hết bụng rồi ép ngực rồi, thả lỏng cổ buông đầu, trán mũi chạm sàn, bật tay cao lên, thở thả lỏng khớp vai đi, suy nghĩ vào khớp vai, bật tay lên nữa, bật lên bật lên bật lên rồi, giờ nè mình nâng đầu lên trước nè, mình lướt trán mũi cằm lướt ở dưới sàn, nâng đầu lên trước em, không nhìn cô nè, nhìn cô trước nè, nè khi cô kêu nâng đầu lên nè, nè cái trán mình đang dài chứ gì, mình phải nâng lướt trán mũi cằm rồi đi lên, đúng không? Đó, khi xuống thì đầu xuống sau cùng, còn khi lên thì đầu lên trước nè, trương tới thở ra hóp bụng, thở bụng nè, bụng dưới nè, bụng trên nè, rồi ngực nè, à, rồi từ từ thả lỏng cổ buông đầu xuống, trán mũi chạm sàn, bật tay cao lên, ép mông lại siết cơ bụng, ép mông siết sau cơ bụng, ép mông rồi lướt trán mũi cầm lướt ở dưới sàn á, lướt 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 lên, ngẩng đầu lên, ngẩng đầu lên rồi nâng người lên, hít sâu vào, tay mình chằng tay ra sau, nâng người lên, trương tới thở ra thớp bụng ép xuống, thở ra thớp bụng ép xuống, bật tay cao lên để vào bắp tay nách tay cơ lưng khớp vai được mở, nâng lên hít sâu vào, đúng rồi, lướt trán mũi cằm, nâng người lên lần nữa nào, trương tới hóp bụng thở ra, trương tới xiết cơ bụng lại, xiết 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 sau, thả lỏng cổ buông đầu, bật tay cao lên, thở ra suy nghĩ vào khớp vai, thả lỏng khớp vai ra, bật tay cao lên giữ, hít thở đều 5 4 3 2 1, nó người lên hít sâu vào, đúng rồi, thả lỏng tay, thở ra thoát tư thế, hít sâu thở chậm ra, điều hòa hơi thở. Mỗi bài tập, dù bài tập dễ đơn giản hay là bài tập khó phức tạp gì, mình cũng phải tập trung cao độ và ép hết khả năng của mình, thì hả cơ thể mình nó mạnh nội lực ở bên trong, nó kết hợp hơi thở nữa, nó làm khỏe bên trong nội tạng, toát mồ hôi ra. Em thấy tập mà không cần phải thể lực, không cần phải những bài tập nặng tập khó mà nó cũng đã đổ mồ hôi, là do mình tập trung mình ép hết cái tư thế đó. Hai tay đan sau gáy, mở rộng khuỷu tay ra, hít sâu vào, để căng lồng ngực lên, vuông cầm lên, thở ra để căng lưng ra sau, cực khuỷu tay lại, siết bụng lại, mắt nhìn rốn, thở ra, hít sâu vào, mở khuỷu tay ra để căng lồng ngực, thở ra cong lưng ra sau, hút rốn xíu cơ bụng, thở cụp khuỷu tay lại, kéo nhẹ vòng vai gáy, cảm nhận cơ cổ, hít sâu vào, mở rộng khuỷu tay để căng lồng ngực lên,
Thở ra cong lưng ra sau, rút rốn xiết cơ bụng, thở ra. Lấy sâu vào, mở rộng khuỷu tay, để cao lồng ngực lên, giữ lại. 5, vươn cầm lên. 4, vươn cầm lên em, vươn cầm lên. 3, nhưng đừng nhướng mày, không nhăn trán. 2, 1, thở ra, để cong lưng ra sau, rút rốn, xiết cơ bụng lại, thở ra. Em phải đẩy cong cái lưng ra phía sau, cong cái lưng ra sau, thụm cái lưng lại đó, chứ đừng gồng. À, gồng là khác nha. Nâng lên, hít sâu vào, mở khuỷu tay ra, cột sống giữ thẳng. Nghiêng người qua phải, thở ra, xiết cơ bụng lại, nghiêng qua phải, mở cái khuỷu tay ra, mở căng khuỷu tay, xoay mặt nhìn lên trần nhà. Mở cái khuỷu tay trái lên em, lên, hít sâu vào, nghiêng người qua trái, thở ra, xiết cơ bụng lại, mở hai cái khuỷu tay căng ra. Nâng lên, hít sâu vào, nghiêng phải, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào, nghiêng trái, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào, nghiêng phải, thở ra, xiết bụng giữ lại. 5, mở khuỷu tay lên, mình phải thấy căng căng hông bên trái. 3, 2, 1, nâng lên, hít sâu vào, nghiêng trái, thở ra, xiết bụng nghiêng. 5, 4, 3, 2, 1, nâng lên, hít sâu vào, gập chéo, khuỷu tay phải chạm gối trái, thở ra, xiết bụng lại. Nâng lên, hít sâu vào, gập chéo qua, thở ra. Hít sâu vào, 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 thở ra, xiết bụng giữ. Lên, hít sâu vào, đặt hai tay lên vai, xoay tròn khớp vai, quạt rộng khuỷu tay cho biên độ rộng ra. Hít thở sâu. Xoay ngược lại. Đã lỏng, vỗ tay về trước, vỗ tay ra sao, vỗ ra sao, vỗ vào nhau luôn. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tháo chân ra, duỗi hai chân thả lỏng ra, hít thở sâu. Ngồi lui về cuối thảm, ngồi ở tư thế kim cương. Tư thế kim cương biết không? Thuận đó chưa? À, duỗi mũi chân ra, ngón chân cái của bàn chân phải gác lên trên ngón chân cái của bàn chân trái, rồi mông ngồi trên đó. Đó, tay thả lỏng, mắt khép. Đó, tư thế kim cương. Rồi vào tư thế bò mèo, co hai cẳng tay nè, khuỷu tay chạm vào đầu gối, đo lên thêm 1 gang tay. Rồi mở tay chân ra rộng bằng vai. Em lui xích ra sau đi, lui xích ra sau xích. Cong lưng lên, mắt nhìn rốn, rút rốn lên, xích cơ bụng, thở ra. Hít sâu vào, chung lưng xuống, rướn cổ lên. Suy nghĩ vào cột sống, cảm nhận từng đốt sống di chuyển. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, xích cơ bụng, thở, thở ra. Hít sâu vào, chung lưng xuống, rướn cổ lên.
Thở ra cong lưng lên, rút rốn, siết cơ bụng lại, cụp xương cụp xuống, kéo xương mu về phía mặt mình. Hít sâu vào chung lưng, rướn cổ, nâng xương cột lên. Thở ra cong lưng lên, rút rốn, siết cơ bụng, thở, thở ra. Hít sâu vào chung lưng trên xuống đi nào, chung lưng giữa, lưng trên. Nhớ không nhướng mày, không nhăn trán, mặt thả lỏng tươi cười, mắt mình nhìn ở trung điểm chứ không có nhướng lên. Thở ra cong lưng lên, rút rốn, thở siết sâu, siết sâu cuộn sau cổ, giữ lại em, giữ lại, giữ lại. Rồi trương người lên, rắn hổ mang, hít sâu vào, xề vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng, lui mông về chạm gót, siết bụng, thở ra, lui về, lui về, lui về. Mình phải cảm nhận nha, từng di chuyển của cơ thể mình phải cảm nhận sau. Trương người lên, hít sâu vào. Cho nên không có thời gian để suy nghĩ gì ngoài cái buổi tập của mình hết. Thở ra, rút rốn, siết cơ bụng, lui mông về, vừa cảm nhận tay chân cơ thể, hơi thở, tâm trí. Trương lên, hít sâu vào. Còn chưa kể tới vừa nghe vừa nhìn nữa, năm giác quan hoạt động cùng một lúc. Thở ra, rút rốn, siết cơ bụng, lui về, thở ra, phải cảm nhận sâu, tận hưởng từng tư thế một. Trương lên, hít sâu vào, xề vai, ưỡn ngực tới, rồi khép bớt gót chân vào đi nào, duỗi thẳng mũi chân ra, ép xuống. Rồi em hơi chùng tay một chút đi để cho nó vào lưng giữa. Đúng rồi, chùng tay là khuỷu tay kẹp vô hai bên hông, rồi thấp vai xuống, vươn cằm lên, siết mông đùi bụng, hông chống lên đi, chống lên, chống lên nữa, hông chống tay, ngã người lên, em ngã lưng lên, uốn cong lưng lên. Đúng rồi, đúng rồi, suy nghĩ vào ngang dây áo của mình là lưng giữa, suy nghĩ vào đó, thả lỏng đó, ưỡn căng nó tới, ưỡn căng lồng ngực đó tới, ưỡn căng tới nữa, siết mông đùi bụng, ưỡn căng lồng ngực tới nữa. Đúng rồi, rất tốt. Cô nói ở đâu, tập trung tâm trí vào cảm nhận lên thân thể mình ở đó. Đúng rồi, rất tốt. Lui về, siết cơ bụng, thở ra, lui mông về chạm gót, trán mũi chạm sàn, thả lỏng thân, thở ra. Cô cuộn từng rốt sóng lên, nhìn cô trước nè, Trang, nhìn cô, rút rốn, siết cơ bụng, thả lỏng tay, vai, thả lỏng cổ, kéo từng rốt sóng lên và đầu lên sau cùng, không? Nó nghe rất là đã cuộc sống. Rồi cuộn từng rốt sóng lên đi em, rút rốn, siết cơ bụng lại. Đúng rồi, cuộn từ từ, chậm chậm và thả lỏng toàn thân, nó mới sướng cái cột sống của mình. Đúng rồi. Rồi ngồi duỗi chân về trước, thẳng gối, dừng đứng hai bàn chân lên. Tập là ưu tiên cảm nhận sâu vào cơ thể mình, tập ở đâu cảm nhận nó tác động vào cái chỗ đó. Thẳng gối, đứng hai bàn chân, vươn hai tay lên, hít sâu vào, vươn căng thẳng người. Rồi đừng có cúi trước như vậy nè, để lùi mông ra phía sau, mình cảm giác mình ý thức vào, mình đẩy cái mông ra phía sau. Rồi người mình nè, vươn vươn tay, vươn dài cột sống, vươn tay, vươn dài cột sống, hóp bụng lại, thở, 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 gập 45 độ thôi, 45 thôi, đầu giữa hai tay em, nhìn cô cái nè, nhìn cô, ưỡn căng lồng ngực tới, rướn lồng ngực tới trước, rướn thêm, nâng lên, hít sâu vào, trương tới, đẩy lùi mông ra phía sau, xích cơ bụng lại, thở, 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 thở ra. Đặt cái gót chân xuống, ấn mạnh cái gót chân, đứng bàn chân lên, căng gân kheo ra, nâng lên, hít sâu vào, trương tới, thở ra. Mình tập cái bài này, người gập sát xuống, chân là trẻ mãi không già đó. Lên, hít sâu vào, tư thế này gọi là tư thế cái kẹp,
Trương Tới thở ra, đẩy lùi mông ra phía sau, xích cơ bụng lại, xích sau vuông dài, xích sau thở ra. Cảm nhận sau, nâng lên, hít sâu vào. Lần cuối nào, Trương Tới rướn lồng ngực, đem rướn lồng ngực giống như nãy gặp đó. Rướn, 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 rướn. Xích cơ bụng lại, xích sau thở, rồi tay đặt lên chân đi nào. Tay đặt lên chân, rồi nhìn cô nè. Nhìn cô nè. Đang. Đó. Vươn tới, nâng đầu, vươn dài lưng tới, xiết cơ bụng lại thở. Vươn dài tới để lùi mông ra phía sau, xiết sau cơ bụng thở. 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 À, tập cho nhỏ eo, nhỏ bụng đi nào, tan mỡ bụng. Trường tới, xiết sau thở. Thở. Vươn tay ra cạnh đầu, nâng người lên, hít sâu vào. Hạ tay xuống, thở ra. Thả lỏng tay chân, đủ mỏi chưa? Ước hết rồi. Khởi động tới đây là phải nóng người run lên, mềm dẻo người đổ mồ hôi. Rồi, mời đứng lên, tập bài chào mặt trời. Cô sẽ hướng dẫn kỹ từng tư thế. Chào mặt trời cổ điển, cơ bản trước nè. À, bắt đầu đứng nè, rút rốn vào em cái cam em á để gần với cái thảm đó. Ngóc nó lên, ngóc nó xích lên xí, ngóc cái màn hình xích lên, ngóc cái cổ xích lên, vừa Được thôi chứ con? vừa thôi, móc cái thảm rồi vừa thôi, lố rồi lố rồi. Em đang xài bằng cái gì? Điện thoại. Lố rồi, cho nó rọi xuống thảm đi. Em phải thấy tấm thảm nha em. Được chưa con? Chưa chưa luôn, xí nữa. Rồi rồi rồi. Rồi. Rồi nè. Thường á, bị đứng á, cô có gửi cho em cái clip á. Có gửi cho em cái clip á, đứng á, võng cái thắt lưng á, về trước á. Nha. Nè ta hay ngực tấn công mông phòng thủ cho thấy thắt eo á, cái lâu ngại đau lưng. Bây giờ nè sửa lại, tay đặt ở phía sau mông nè, xương cột của mình vuốt nó xuống, kéo cái xương mu lên, kéo lên, xong rồi thẳng người lên em, đừng có thụm lại, thẳng lên, thẳng lên, mở vai vươn dài, đỉnh đầu lên, xiết cơ bụng, hít thở đều đó, sửa người lại là đã thâu vào được 3-4 phân bụng rồi. Chân khép, tay chấp trước ngực, thở hết hơi ra. Vươn hai tay lên, hít sâu, nhìn cô trước đi, cây lao. Cây lao nhìn cô trước nè, cách ngã nè. Ngã sai là sẽ bị đau thắt lưng. Kéo tay vai ra trước, kéo tay vai ra sau. Đẩy cao lồng ngực lên, siết mông đùi bụng, rồi mới buông đầu ra sau, thở ra. Buông đầu là thở. Muốn vào được lưng giữa lưng trên, em kẹp hai ngón tay cái lại với nhau, kẹp hai ngón tay cái là như vậy nè, kẹp hai ngón tay cái đúng rồi. Rồi kéo tay vai ra khỏi đầu, kéo tay vai ra sau đi nào, kéo tay vai ra sau, ưỡn căng lồng ngực lên, siết mông đùi bụng lại, rồi hơi đẩy nhẹ hông một xíu thôi, đẩy xíu rồi trụ đó, đẩy cao lồng ngực lên, kéo tay vai nữa đi nào, đẩy lồng ngực để ngã vào lưng giữa lưng trên. Nâng lên, hít sâu vào. Trương người tới, cúi thở, trường người giống như cái kẹp, cúi, cúi kéo căng lưng ra, xiết cơ bụng kéo căng ra, xiết sâu, thở ra. Tay đặt hai bên bàn chân, ngang hàng với hai bên bàn chân đi em. Các đầu ngón tay phải bằng với các đầu ngón chân, gọi là ngang hàng. Chung đầu gối xuống, cho đùi song song với sàn. Chung gối xuống. Dùng nữa chưa đủ, ép cái mông xuống, ép nữa, rồi đưa chân phải bước dài ra phía sau, sao cho em bước đi là chân trái còn lại góc vuông, hạ đầu gối phải xuống. Đúng rồi, tư thế chiến sĩ, nhìn thẳng về phía trước, vẫn chống mũi chân luôn, không duỗi. Đúng rồi, em nhấn hạ cái hông háng xuống, cảm nhận, nâng đầu gối phải lên, nâng đầu gối phải. Rồi bước tiếp chân trái bằng chân phải. Khi bước xong nó sẽ giống cô nè, nhìn nè. Mình đẩy nhẹ cái vai tới, thẳng cổ, rút rốn, siết cơ bụng lại.
là vào tấm ván. Rồi nâng cái đầu lên xí em, đó, cảm nhận cái từ xương cục của mình tới xương đỉnh đầu một đường thẳng. Đúng rồi, rút rốn xí sau bụng lên, rút rốn lên, đúng rồi. Hạ đầu gối xuống. Rồi hạ ngực hạ cằm xuống, khép khuỷu tay sát vô hẹp eo. Thở, đúng rồi, tư thế con cá sấu. Trường lên, lượng cột sống mình lên, đừng lùi ra sau, trường tới trước, đúng rồi. Rắn hổ mang, hít sâu vào. Xệ vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng. Rồi, chịu đầu gối xuống dưới sàn, chống cái đầu gối xuống, chống mũi chân. Nâng người lên, đẩy cao mông lên, ép vai, ép lưng, xiết cơ bụng lại, đạp gót, thở ra, mắt nhìn xuống dưới chân. À, thả lỏng từ 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 cho gân kheo mình được mềm dẻo căng giãn ra. Ưu tiên ép vai, ép lưng, mắt nhìn chân, thở ra. Rồi nè, mình đẩy người hết tới luôn, nhón hết gót chân, xiết cơ bụng lại, bước chân phải lên, mình nhón cái bàn tay phải lên để cho bước cái bàn chân cái là vô ngay nách tay phải. Hạ đầu gối trái xuống, nhìn thẳng về trước, hít vào. Rồi, bước tiếp lên, nâng đầu gối trái, xiết cơ bụng lại, nhẹ nhàng bước lên, thở ra. Thẳng gối, buông đầu, vươn dài, đỉnh đầu đại cao, đỉnh mông lên, xiết cơ bụng, thở ra. Kéo căng gân kheo, kéo thẳng cột sống, thả lỏng cổ đi, đừng gồng vai, đừng gồng cổ. Nè, thả lỏng cổ giống cơ vậy nè đó. Tức là mình kiểm tra bằng cách cái đầu mình có lúc lắc hay không. Đầu mà cứng đơ là cổ đang gồng. Hai tay duỗi ra bằng với đầu, duỗi căng ra, đúng rồi. Rồi vươn căng người lên, vươn tay, vươn dài cột sống lên, nâng người lên, đừng cong lưng. Vươn thẳng ra, nâng người lên, hít sâu vào. Kéo tay vai ra sau, để cao lồng ngực lên, siết mông đùi bụng ngã, thở ra. Đó, đừng gắt vô thắt lưng. Kéo tay vai ra sau, kéo căng 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 ra sau nữa, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào. Trường người tới, cúi xuống, thở ra, hốc bụng lại. Hớp sâu, hớp sâu, hớp sâu. Gập sâu vào, thở ra. Rồi kiểm tra cái đầu xem cái cổ có gồng hay không. Đúng rồi. Tập mà gồng vai, gồng cổ là sẽ bị mỏi, sẽ bị đau vai gáy nữa. Chung gối xuống, đùi song song với sàn, nhớ chống tay ngang hàng với hai bàn chân. Bước chân trái dài ra sau, hít vào. Cho đầu gối phải góc vuông, hạ đầu gối trái xuống, nhìn thẳng. Nhìn thẳng. Nhìn thẳng về phía trước, đừng nhìn xuống chân nữa. Chiến sĩ là phải canh họ, phải nhìn thẳng về phía trước. Rồi nâng đầu gối trái, bước tiếp chân phải bằng chân trái vào tư thế tấm ván. Tấm ván thì để nhẹ vai mình bước đủ là cái vai mình, để nhẹ cái là nó nằm ngay trên cổ tay. Rút rốn xiết cơ bụng, duỗi cổ ra em, đừng có rụt cái đầu miết, duỗi cổ. Rút rốn xiết cơ bụng lại, đúng rồi, xiết sau, xiết sau, xiết sau. Hạ gối, hạ ngực, hạ cằm, khép khuỷu tay hạ xuống, không có chè bè ra. Kẹp cái khuỷu tay vào be sườn, hạ từ trên xuống, xiết sau bụng, thở ra. Trường người lên, rắn hổ mang, hít sâu vào. Xệ vai xuống, ưỡn căng lồng ngực tới uốn cong lưng. Xệ vai, ưỡn căng ngực, uốn cong lưng. Hết gót chân, chống chân, nâng người lên, chóp mặt thở ra. Bám chặt tay vào, ép vai, ép lưng, xiết cơ bụng lại, thở ra, mắt nhìn xuống chân. Cảm nhận ép phải vào vai, ép phải vào lưng. Đạp gót chân phải thấy căng gân kheo. Đẩy tới bước chân trái lên bằng hai tay hít sâu vào. Hạ đầu gối phải xuống, nhìn thẳng. Bước tiếp lên, thở ra. Thả lỏng cổ, buông đầu, ép sâu thêm, thở ra. Bài chào mặt trời gồm 12 tư thế liên hoàn.
mỗi tư thế mình ép sau tập 2-3 vòng là người ướt đẫm mồ hôi. Hai tay ra chạnh đầu, nâng người lên, hít sâu vào, kéo căng tay vai, đẩy hông ưỡn ngực ngã ra sau, thở ra ngã cây lao. Đúng rồi, nhớ siết mông đùi bụng bảo vệ thắt lưng, buông đầu ra sau là hít thở đều, không nín thở. Nâng lên, hít sâu vào. Giờ tập biến thể một, trương tới cúi xuống, thở ra. Hồi nãy chân phải rồi chân trái rồi là một vòng, một vòng của chào mặt trời cơ bản. Buông đầu ép xuống thở, kéo căng ép xuống thở, kéo căng ép sau thở. Cứ mỗi một lần cô nhấn nhá là thả lỏng thân làm theo, bụng mình cũng nhỏ rồi, cơ thể mềm dẻo. Tay đặt ngang hàng với hai bàn chân, chung gối, bước chân phải dài ra sau. Khi cô hô chung gối cho đùi song song với sàn luôn, bước mới đủ em, cho đùi song song với sàn, đưa chân phải bước dài ra sau cho hạ đầu gối phải là đầu gối trái gốc vuông. Vươn hai tay lên, ngã ra sau, thở ra tấn xuống, ưỡn căng lồng ngực, kéo tay vai ra khỏi đầu, kẹp hai ngón tay cái rồi thẳng hai ra, thẳng hai tay ra em, hai tay thẳng ra phía sau, tay cong kìa, vươn căng rồi vươn đầu ra sau luôn, vươn đầu ra sau luôn em, vươn vươn, kéo căng người ra sau nè, nhìn cô nè, nhìn cô nè ha, đùi thì nhấn xuống, đùi nhấn ưỡn ngực, kéo tay vai ra sau đầu trước nè, kéo tay vai Mà nó vướng, hả, cố kéo mà kéo không được, nó bị à nó cứng hả, vướng. Đúng à khớp vai cứng, tập từ từ cho mở vai. Cô là khớp vai với lưng trên cô cũng đại cứng luôn đó, siêu cứng luôn đó. Nâng lên, hít sâu vào, chống tay, rồi nâng đầu gối phải lên, nâng đầu gối phải, bước tiếp chân trái bằng chân phải, trường vai tới tấm ván, hít thêm, thẳng người, siết cái bụng, duỗi cổ, nhớ trường vai xong duỗi cổ ra, đừng có rút cổ, đừng có gồng vai. Rồi nè, hai khuỷu tay mình phải xoay vào kẹp sát vào bên sườn, hạ xuống tấm ván thấp, toàn thân giữ thẳng song song với sàn, siết cái bụng lại, xí sau, hạ xuống, Không có hạ không xuống, rồi hạ xuống đi em, hạ xuống cá sấu, thở ra, hạ đầu gối, hạ ngực, hạ cằm, nâng mông lên, thở ra, cá sấu, nghỉ mệt ở tư thế con cá sấu. Rồi, trương người lên, rắn hổ mang, hít sâu vào, xoay vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng. Nhớ khi rắn hổ mang là suy nghĩ vào lưng giữa, lưng trên và cố gắng. Tại mình ngồi cụp lưng về trước là thường đều cứng lưng giữa, lưng trên hết. Cố gắng ưỡn căng lồng ngực tới để mở. Chống chân, nâng lên chóp mặt, thở ra. Để cao mông lên, bám chặt tay, ép vai, xiết cơ bụng lại, thở ra. Bám chặt, ép sau, xiết cơ bụng, thở ra. Chân phải ra sau, bật cao lên, hít sâu vào. Cúi người xuống, ép vai xuống em, thẳng gối phải lên, thẳng gối, căng gót lên, thẳng gối. Rồi, ép vai, thẳng gối lên, thở, thở. Đẩy tới, bước lên nhẹ nhàng bằng hai tay, hít vào, nhớ nhón bàn tay phải, để đưa đầu gối vào nắp tay phải, hạ đầu gối trái. Vươn hai tay lên, ngã ra sau, thở ra, kẹp hai ngón tay cái lại. Rồi cũng tấn gối nhấn hông xuống, tấn gối nhấn hông, buông đầu ra sau thở, buông đầu ra sau đi em, buông cầm lên, buông cầm, buông đầu thở, nâng lên, hít sâu vào, bước tiếp lên, thở ra, thở lỏng cổ, buông đầu ép sau thở ra, thở lỏng ép sau thở ra. Duỗi hai tay ra bằng với đầu, nâng người lên, duỗi căng căng căng, nâng người lên, hít sâu vào, kẹp hai ngón tay cái lại, kéo căng tay vai, để cao lồng ngực, buông đầu ra sau, thở ra, nâng lên, hít sâu vào,
Trương Ngươi tới cúi xuống thở ra, thả lỏng cổ buông đầu ép thở ra, thả lỏng cổ ép sau thở ra. Huy gói bước chân trái dời ra sau, chống tay ngang hàng với hai bàn chân, rồi ép cái mông xuống nữa, bước dài ra phía sau hít vào, hạ đầu gối xuống, vươn tay lên kéo căng ngã ra sau, thở ra, nhấn hông tấm gối kéo căng ngã thở, kéo căng ngã thở, kéo căng buông đầu, nâng lên hít sâu vào, bước tiếp chân phải bằng chân trái, trường vai tới hít thêm tấm ván duỗi cổ ra chắc toàn thân, chùng tay hạ xuống tấm ván thấp được bao nhiêu ai bấy nhiêu, mệt cái là hạ gối hạ ngực hạ cằm luôn đó, vào cái xấu luôn, thở ra kẹp khuỷu tay sát vô bè sườn. Trương lên rắn hổ mang hít sâu vào, nâng lên chóp mặt thở ra, bám chặt tay ép vai ép lưng siết cơ bụng thở ra, chân trái ra sau bật cao lên thẳng gối căng gót chân lên thẳng gối lên, sao em hay co co đầu gối, thẳng lên nè, thẳng đầu gối lên đúng rồi, thẳng lên được mà nè. Em nói được thì đó chơi Bị trượt tay hay sao? không biết cho em thẳng lên chứ được. Nâng chân trái lên, rồi đẩy tới bước lên bằng hai tay hít vào, hạ đầu gối phải, nâng người lên, vươn tay lên, kẹp hai ngón tay cái, kéo căng ngã ra sau thở, kéo căng ngã thở buông đầu, kéo căng ngã thở, cố gắng kéo điểm yếu lưng giữa, lưng trên, khớp vai và hai tay, nâng lên hít sâu vào, bước tiếp lên thở ra, duỗi thẳng cổ buông đầu ép sau thở ra, hai tay duỗi ra bằng với đầu, nâng lên hít sâu vào, kéo căng tay vai ngã ra sau thở ra, ưỡn căng lồng ngực kéo căng ngã thở ra, siết mông đùi bụng lên, nâng lên hít sâu vào, chắp tay hạ xuống trước ngực thở ra, hạ tay mở chân bằng vai mắt khép, hai vòng rồi em, bên chân phải bên chân trái rồi, mắt khép lại hít thở sâu vào đi, điều hòa hơi thở, ướt như tắm rồi, ngồi tập nổi không, hít sâu thở ra, rồi mời nằm xuống thư giãn đi, thư giãn nghỉ mệt rồi chuẩn bị suất thứ hai. Tay mình xuôi theo thân 45 độ. Nằm tập trung vào bài thư giãn, nghe hướng dẫn thư giãn thả lỏng đến đâu, tâm trí tập trung vào đến đó, nghe lời cô dẫn đến đâu, phải điều khiển được tâm trí mình đến đó, để bắt cơ thể mình phải thả lỏng ra, phải thả lỏng ra, phải kiểm soát cơ thể bằng tâm trí, không được suy nghĩ ở đâu,
À, cuối bài phải thư giãn thật sâu thì cơ thể mình mới khỏe được, mới nạp đầy đủ năng lượng, cân bằng huyết áp, điều hòa nhịp tim, cơ xương khớp của mình nãy giờ kéo căng ra, bây giờ là giúp cho nó sắp xếp trở lại. Bài thư giãn rất quan trọng, bỏ bài thư giãn là cả buổi tập của mình không đạt hiệu quả mà nó còn phản tác dụng nữa, cho nên lưu ý điều này. Hai chân mở rộng bằng vai, ngã hai bàn chân ra hai bên, hai tay xuôi theo thân 45 độ, lòng bàn tay nữa, các ngón tay thả lỏng to tự nhiên, cảm nhận đợt sau vào hai bàn chân của tôi đang được thư giãn thả lỏng, hơi ấm đang lan tỏa lên hai chân, sự thư giãn và hơi ấm đang lan tỏa lên cổ chân, bắp chân, khớp gối, cơ đùi, khớp háng. Hai chân của tôi đang được thư giãn và ấm dần, lên ấm dần. Tập trung vào đi nào, cảm nhận sâu hơn nữa đi nào. Thả lỏng cơ mông, thả lỏng cơ lưng. Hơi ấm đang lan tỏa vô từng đốt sống lưng. Sự thư giãn và ấm áp đang lan tỏa dọc theo cột sống lưng, lan tỏa vào bên trong nội tạng. Từng cơ quan nội tạng cũng đang được ấm dần, lên ấm dần. Bụng ngực cũng đang được thư giãn thả lỏng hoàn toàn. 10 đầu ngón tay đang ấm dần, lên ấm dần lên và thư giãn ra. Hơi ấm là sự thư giãn đang lan tỏa lên bàn tay, khuỷu tay, khớp vai, hai cánh tay đang được thư giãn và ấm dần, lên ấm dần. Tập trung vào cảm nhận sâu hơn nữa đi nào. Cảm nhận sâu vào hơi ấm đang lan tỏa lên vai, lên cổ, cơ vai, cơ cổ đang được thư giãn thả lỏng toàn đốt sống cổ đang tập dần lên, tập dần lên. Cảm nhận sâu vào đi nào, một cảm giác thật dễ chịu vùng vai, gáy, cổ, hơi ấm và sự thư giãn lan tỏa lên cằm, lên môi, lên mũi, lên mắt, lên chân mày, lên trán và lên da đầu, toàn bộ khuôn mặt đang được thư giãn thả lỏng. Sự thư giãn đang lan tỏa vào trong não, bộ não đang được thư giãn và thả lỏng hoàn toàn. Cảm nhận sâu vào cơ thể và thần kinh đang được thư giãn thả lỏng, từ đỉnh đầu cho đến các ngón tay, ngón chân, cơ thể. Các cảm nhận được nguồn năng lượng của vũ trụ tràn ngập khắp cơ thể. Cơ thể đang tràn đầy nguồn sinh lực. Cơ thể đang thực sự khỏe mạnh, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Cơ thể thật khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, không bệnh tật nào xâm nhập được. Tự nói với chính mình đi nào, tự nhủ với chính mình, cơ thể của tôi thật sự khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Cơ thể đang thư giãn và tràn đầy nguồn sinh lực, thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng hoàn toàn và chìm sâu vào giấc ngủ.
từ nhúc nhích các ngón tay ngón chân đánh thức cơ thể, nhúc nhích bàn tay bàn chân và nghiêng đầu qua bên phải và qua bên trái, thư giãn thả lỏng cổ đi nào. Hai chân kéo sát, hai tay đan, lộn ngược bàn tay kéo căng qua khỏi đầu, duỗi căng từ ngón chân cho đến ngón tay, co chân trái đạp bàn chân xuống, nằm nghiêng người qua phải, co tay phải chống đỡ đầu, tay trái chống trước ngực, co gối bàn hai tay đỡ người, từ từ ngồi lên. Đưa hai tay lên massage cổ, mắt khép lại cảm nhận sau. Vừa xoa bớt massage, cảm giác thật là dễ chịu. Xuống vai, co bớt ở đâu tâm trí tập trung vào cảm nhận sâu ở đó. Xuống tay, dần xuống hai tay. Hai chân, thả lỏng toàn bộ khuôn mặt ra. Gỗ nhẹ, bàn tay hơi cong lại, hơi cong lại, úp lại, gỗ gọn. Nắm tay lại, đưa ra sau, mát xa hai quả thận ở hai bên đây, nắm tay lại, chà mát xa vào. Những lúc mình nghe ê ẩm lưng đau lưng, nắm nắm tay lại mát xa chứ không được vỗ vô, không được vỗ, không được đấm vô lưng nha, tổn thương hai quả thận, tổn thương cột sống. Mời trở